Xin chào tất cả mọi người nhá. Nhiều bạn cứ hỏi comment là trên vùng cao chúng mình hàng ngày ăn những món gì ấy. Thì hôm nay mình làm cho các bạn xem những cái món đây là một món đặc sản. Chả phải đặc sản, nói chung là ăn hàng ngày nhá. Ở trên vùng cao nhưng mà ở dưới Hà Nội ấy, hay ở các tỉnh khác là khó lắm. Đây các bạn nhìn thấy cái cây này. Cây này các bạn nhìn thấy bao giờ chưa? Trên mình gọi nó là cây cà rãnh. Cà rãnh chắc là khả năng là ngày xưa là nó mọc ở rãnh. Đấy, rãnh nước ấy. Đấy, còn đây, đây là quả nhá. Hơi bị mờ một tí đây, mình lấy nét lại. Đấy, nhìn rõ chưa? Quả nó nhỏ xíu thế này thôi. Ngứt, ngứt vậy đã. Ấy mày kiếm cái gì để đựng miêu? Đây nhá, để em lấy nét nè. Quả cà rãnh đây. Tí nó về ngứt, lấy nguyên cái quả này ra lúc nào cho vào nấu luôn, rửa qua cho vào nấu. Đây, cầm đi. Bây giờ để hái nhá. Xông phi vào hái đi. Cây cà rãnh lá nó như lá cà này. Như lá cà bình thường. Đấy. Mặt này có gai nhá. Đấy, nhọn nhọn. Đấy. Hái cái quả này cộng với cả những cái rau linh tinh như rau đay, rau dền, rau mùng tơi tàu thì hái nhỏ ra nấu cùng nhau ăn tuyệt vời. Ê, bố hái đi, con quay luôn. Độ 30-40 quả là được. Cây này hóa ra nhiều phết nhỉ, dưới kia có mấy cây nữa đúng không? Đâu vừa nhìn thấy nhỉ? Ở đằng kia à? Đang gần Trung Châu đúng không? Có mấy cây to. Trước quay định bảo lấy cây nhỏ đi trồng mà. Mà có không có cây nhỏ à? Không. Cây này bé nhất rồi. Hai cái này kéo gai, nó nhiều gai lắm. Cũng họ cà đúng không? Chắc là hay mọc ở rãnh nên gọi là cà rãnh. Chắc mọc ở rãnh là cà rãnh. Đấy, quả nó chi chít chi chít đây. À bây giờ không có cây, không có cả cú nữa nhỉ? Đây. Ăn hay phết chứ. Đấy, cà. Thấy bình nhiều thì còn đắng lắm không ăn được. Ôi, cũng đắng vừa vừa thôi. Ai ăn ít thì cho ít. Nên về sạc pin điện thoại nữa. Đang mặt đây. Trở lại với canh cà rãnh thì bây giờ mình đã hái được cà rãnh về đây. Bây giờ mình gión cái quả này ra nhá các bạn. Các bạn nào mà chú ý có cái quả này mà gión ấy là nó có gai. Đấy, mình chỉ bẻ cái phần quả này bỏ ra. Còn cái phần cuống quẳng đi. Làm quen là nó cũng không bị gai cắm vào tay đâu. Nhưng mà trước hồi bé làm là chuyên chị bị gai này cắm vào tay. Đấy. Mình chỉ lấy nguyên cái quả để nấu canh. Nấu cùng với những cái rau như là rau đay hay là rau mùng tơi tàu hay là rau rau dền nhất là rau dền cơm ấy. Mà nhiều lúc mà gọi là rau tập tàng hay thập cẩm hay là gì gì đại loại là mỗi rau một ít ăn và nó có vị nó hòa trộn vào nhau cũng hay. Nhưng chủ yếu là rau đay với cả rau dền cơm. Nấu vào rất là ngon. Cái quả này nó có vị đắng. Và ăn vào thì nó lại đắng đắng ngọt ngọt. Nên là chưa ăn quen thì nó hơi đắng. Nhưng mà ai ăn rồi là đảm bảo là sẽ nhớ mãi và thích ăn. Đấy, để mình cho tăng sáng tí không tối quá. Cà rãnh chắc là cà trồng ở rãnh, cà hay mọc ở rãnh, ưa rãnh nước. Quả này nhỏ quá thì bỏ đi. Ấy, lòng hoàng cũng bị gai cắm mấy phát rồi đấy. Đấy, những cái gai của nó nhỏ lắm, bạn nhìn thấy không? Đấy, cầm vào cuống, không cầm vào cái quả này bứt như này thôi. Bứt như này thôi chứ. Chứ nếu mà
cầm vào chỉ cần xông dưới này bạn, đây là gai nó đây này, cái gai nhỏ nhỏ này nó ken ken vào nhau đau phết đấy, phải đùa đâu đó. Đó sắp xong rồi. Đó, sau một hồi nhặt thì mình đã được thành quả như thế này. À đây vẫn còn này, vẫn còn sót cái cuống. Mặc dù là cũng bị cái này bị sâu rồi sao? Con này sâu bỏ đi. Mặc dù là cũng bị một vài cái gai đâm vào tay nhưng mà ăn nó cũng đáng. Khoảng đấy, khoảng này mấy chục quả này. Mình rửa đi. Nó cũng sạch thôi, thì rửa qua đi. Xong mình muốn mà đắng nhanh ấy thì dã dã qua đi, không cho vào nấu canh. Còn nếu không thì các bạn cứ để như này thì đun lâu hơn một tí, phải cho cái cà rãnh này vào trước rau. Thì cà rãnh này nó nát ra rồi mà rau nó chưa nát thì mới ngon. Còn nếu mà ai mà rau với cả cà này ăn nó muốn chín tới thôi thì dã cho nó một tí là nó cái hạt nó ra nước, nó ngấm cái đắng. Đó. Đó. Cận cảnh luôn nha. Rất là ngon. Cà, ngoài cà pháo, cà tím thì còn có thêm cái cà rãnh này và có cả cà cú nữa nha. Cà cú ăn thì cũng khá là ngon đấy. Nhưng mà đặc biệt là từ bé là mình thích cái cà rãnh này, nhiều người thích ấy. Ăn canh gọi là ngon. À, bây giờ mình đi rửa thái rau để cho vào nồi nhá. Đây là lá rau mùng tơi tàu. Cái này thì mùa này là mùa tháng 5. Bây giờ đang là tháng 3 dương. Là tầm tháng 1, tháng 2 âm. Thì rau đay thì chưa lên. Rau đay tháng 4, tháng 5 bắt đầu có. Bây giờ mình chỉ có cái rau này thôi. Nhưng mà rau này cũng rất là ngon. Rau dền thì hôm nay cũng không có. Rau này mình sẽ rửa sạch. Đây là rau mình hái non rồi nhá. Cái cuống này ăn được hết này. Đấy. Rửa sạch, thái nhỏ, cho muối mì chính vào nồi nước đun sôi, xong thà cho rau vào, mình cho cả rau và cả rãnh vào thì mình sẽ được một bát canh. Và trên mình thì đa phần không ai đi mua rau không phải chợ cả, mà rau thì sẽ trồng ở nhà hết. Ví dụ như trồng nhiều thì có thể cho nhà này cho nhà kia, lúc thiếu lại đi xin. Đấy. Nhưng cái này, cây này thì cây to, cắm lên đấy là nó tự sống rồi nó ra lá như này. Đấy. Nên mình chỉ đi vặt những lá non, lá già thì kệ. Ăn hết nó lại ra mình lại đi vặt. Đấy. Thôi bây giờ thì mình đi rửa để cho vào nấu nhá. Cái canh mà cà rãnh ấy, cà đắng này mình sẽ nấu với cả cái lá rau mùng tơi tàu này. Và bây giờ mình lại có thêm một nắm rau. Rau này là bố hái mấy loại đây? Ta với tàu. Hả? Đây là rau ấy chứ? Tí vào vườn hái thêm ít rau dền nhỉ? Ủa, nhìn ngọn này ngon thế. À, thế để vào vườn hái thêm ít rau dền nữa nhỉ? Các loại rau để nấu canh cà rãnh thì bây giờ mình rửa này. Gọi là rau tập tàng. Thì rau tập tàng hay là còn gọi là rau thập cẩm, các loại tập tàng. Nó gồm những cái rau như nãy mình giới thiệu đấy. Bây giờ mình rửa cho nó sạch đi, để ráo nước và thái nhỏ ra. Càng thái nhỏ thì ăn càng ngon. Đó, rửa mấy nước rồi sạch rồi. Thái nhỏ. Trái chai tối nay có ăn đâu. Vâng. Nhiều quá rồi thằng. Vâng, sáng mai. Rồi, rửa nhá. Tí nữa rửa xong thái cho vào nồi nấu thôi. Cà rãnh thì dã dã đi thì nó ấy luôn. Okay. Cặp đó nhờ. Để mình đi xem cái sản phẩm. Đây. Đây. Mang hàng ngoài này. Đây là tác phẩm sản phẩm canh cà rãnh đắng.
Đấy, Miu 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 mang đũa với muôi đây. Ăn thử xem. Ăn thử xem phát biểu không nào. Thông báo là đắng đấy nhá. Có ăn được không? Đây. Trước tiên là vớt quả cà đắng ăn luôn. Đây, cho mẹ thêm vào đây một đắng đấy nhá. Miu Miu gắp cho bà. Thử cái xem nào ra nó gì không? Đắng. Đắng quá nhỉ? Đắng không? Đắng không? Canh đắng mà không đắng thì nói làm gì? Ngon á? À? Ăn mèo ăn lần thứ mấy rồi nhỉ? Đắng mà cũng ăn được ấy. Đầu tiên á? Làm Miu vừa nuôi ra này để bạn lấy ít vào cái kia này. Còn đắng mà đắng ngon chứ không phải đắng là đắng không ăn nổi. Quả cà rồi. Tám thứ ăn qua ăn vã vào đi. Ăn vào giống đắng. Nó chè nhỉ? Ông Bảng ăn rau lời bao giờ chưa? Lời trời ơi. Giờ giờ tôi ăn lần đầu tiên đây này. Nào ăn thôi chịu. Ơi giời ngon thế mà chịu. Đấy, một chiến sĩ đã bảo chịu rồi. Ăn được. Canh đắng. Ôi giời ơi. Đây cho nào xem này. Đây là món canh đắng nhá, nào có ăn được canh đắng không? Mẹ nào đắng ngon thế mà ăn ghê đấy. Hả? Ngon hả? Ngon lạ. Đắng cũng ngon không? Hết. Cái bát này để đựng xưa là ừ. Lấy đựng xưa thôi. Thế này. Cái canh đắng này nhá. Ăn mẹ nào bán thì này. Có vị đắng. Thế nhưng mà ăn xong ấy là nó lại ngọt. Nhưng cái vị ngọt này khác vị ngọt của đường. Ngọt này là ngọt ở trong gần cuống lưỡi, trong cổ ấy, chứ không phải là ngọt ở ngoài đầu môi. Ấy. Canh đắng, canh cà ránh. Xin mời mọi người nha.